Chương trình Một Tách Trà với An Miên xin kính chào quý vị. Chào anh Minh. Kính chào cô An Miên và kính chào quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn TV. Thưa anh và thưa quý vị, phải nói là trong khoảng thời gian gần đây, và cũng không phải là gần đây nữa, từ xưa tới giờ nó cũng đã xảy ra, và bây giờ thì càng lúc lại càng xảy ra nhiều hơn và chúng ta nghe thường xuyên hơn, đó là vấn đề từ thiện, mà tiếng Anh thì gọi là charity hay là non-profit. Thì thật ra cái vấn đề từ thiện đó, thưa anh và thưa quý vị, cũng phải nói là nó tuy là thấy nó đơn giản nhưng mà sao càng lúc An Miên lại càng thấy là nó khó chịu và nó cũng khó hiểu lắm. Vâng. Phải không thưa anh? Dạ. Mình nói về vấn đề từ thiện đó, thì tôi cũng xin được nói chuyện tới cái trước nhất mình nên nói với chuyện từ thiện ở Mỹ đi. Tại vì sống dưới xe với lại cái dưới xứ Mỹ này nó nhận tự do, nên cái mọi thứ luật pháp nó rõ ràng, ngay cả mình làm từ thiện mình cũng phải làm một cách bất hợp pháp, tức là có nghĩa theo luật Mỹ là nếu mà mình nhận được cái tiền từ thiện á thì giống như một cái income, tức là một cái lợi tức của cái công ty, thì mình phải khai thuế, ngay cả cá nhân mình cũng vậy. Nên ở dưới luật pháp của Mỹ là làm từ thiện là mình phải có giấy phép, ý tôi nói là mình phải xin một cái giấy phép từ thiện. Nếu mà mình làm bất cứ một cái tổ chức từ thiện nào ở Mỹ, mình phải có cái nộp đơn để mình xin một cái quy chế, nó gọi là 501, tức là 501c3 hay là c4 hay là, tức là, nhưng mà có hai cái loại nhá. Một cái loại từ thiện là về vấn đề dân sự, về vấn đề dân sự, như chẳng hạn như là từ thiện mà về mở trường học, từ thiện hay là những tổ chức cộng đồng, những hội đoàn, phục vụ xã hội, nhóm, hội đoàn hay trường học, hay đại học từ thiện cũng có. Đó. Rồi đó là việc từ thiện mà như là rồi còn một bên phía kia đó là cái từ thiện về chính trị. Không phải từ thiện gì mà bất vụ lợi, chứ mà nó từ thiện chính trị. Tức là non-profit á, người ta non-profit, tức là những cái tổ chức mà vận động chính trị, như chẳng hạn giờ không? Mình muốn ủng hộ một cái dân cử của nó, một cái vị cái ứng cử viên nào đó, hay tổng thống hay là nó, thì mình đứng ra mình lập một cái hội cổ động vận động chính trị cho đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, rồi mình sẽ dùng cái tiền đó để mình mua quảng cáo hay mình in flyer mình ủng hộ cho cái người để vận động người ra ứng cử, hay á. Thay vì cái luật mà mình đóng góp tiền á thì nó bị giới hạn, cái số tiền nó không bao nhiêu, nhưng mà nếu một người mình đứng ra mình tổ chức, mình lập cái từ thiện, một cái bất vụ lợi đó để đóng góp cho cái công cuộc vận động tranh cử của một ứng cử viên đó, có thể lên cả hàng triệu bạc. Nhưng mà nếu mà mình đóng góp tiền đó, thì mình không thể nào đóng góp 1 triệu bạc cho người ứng cử viên được. Đó là cách mà chính trị, nhưng mà cái điều đó đều là không có thuế. Nhưng mà cái đó là người ta gom lại của nhiều người, chứ một cá nhân thì người ta limit, phải không? Chẳng hạn như là ví dụ như anh Minh muốn đóng cho đảng Cộng Hòa đi, mà anh Minh đóng 2-3 triệu chắc đâu có được, phải có một cái số tiền nào đó, chứ nhiều quá người ta nghĩ là mình đút lót hả? Đúng rồi, nó bị giới hạn. Nên họ thành lập những cái tổ chức gọi là Political Action Committee, tức là tổ chức bất vụ lợi về chính trị. Đó, những cái tổ chức vậy là không có thuế, không bị thuế, tiền mình thu vào mình không bị đánh thuế. Rồi còn cái tổ chức, nhưng mà cái người mà đóng cho những cái tổ chức đó có được khai thuế không ạ? Có chứ. Có, tại vì nó hợp pháp mà. Tại vì thấy trong tắc bao giờ cũng nói hết là được khai. Hợp pháp, tức là mình phải có giấy phép nha, tức là mình phải nộp đơn, chứ không phải mình tự nhiên mình nói là mình làm từ thiện cái là được. Còn bên vấn đề mà mình đặt từ thiện là về cứu trợ hay là việc từ thiện về nhân đạo á, nó cũng vậy thôi, mình cũng phải xin cái giấy phép. Rồi khi cái người mà đóng góp họ còn được trừ thuế trên cái tiền tiền của mình, đó thì mới gọi là hợp pháp. Còn mà mình là tự nhiên mình đứng ra, như chẳng hạn Việt Nam có bà cứu trợ bão lụt, cái mình đứng ra cái Việt Nam có bão lụt muốn giúp cho người Việt Nam, tự nhiên mình đứng ra tổ chức quyên góp rồi mình gửi về Việt Nam, cái đó là không có hợp pháp. Tức là coi như là riêng lẻ rồi, không có được giấy phép chứng nhận để cho mình đứng lên mình kêu gọi mọi người đóng góp để mình chuyển về Việt Nam. Vâng. Nhưng mà hình như cái vấn đề từ thiện đó lại xảy ra rất là nhiều ở hải ngoại, nhất là trong những lúc mà Việt Nam có những cái biến động, những cái biến cố, chẳng hạn như là nghe nói lụt lội nè, rồi dịch Covid vừa rồi là phải nói là khá là làm cho mọi người bên này cũng sôi động theo, bởi vì bằng chứng là không phải gửi tiền mà còn gửi thuốc. Amen đi Costco thấy họ đề nguyên một cái bảng là như là mấy cái thuốc Tylenol, mấy cái thuốc gì đó là coi như trống rỗng hết.
cái đó là tư nhân, mình gửi về gia đình mình không sao. Mình gửi nhà, nhưng mà nếu nhưng mà nhiều quá phải không thưa anh, vì thấy một loạt Costco là biến mất hết. Không, tư nhân mình đứng mình gửi không sao, nhưng mà nếu mình đứng ra mình quyên góp tiền, chẳng hạn như Việt Nam mình ấy, cái thời dịch hồi đầu á, họ cũng kêu gọi hải ngoại góp tiền mua vaccine và mua thuốc chích ngừa. Thì cũng có một số họ đứng ra họ quyên góp cái tiền với chích ngừa. Nhưng mà cái vấn đề á, là ai là người nhân danh đứng ra, tổ chức nào đứng ra nhân danh để quyên tiền. Khi mà mình nhớ cái tổ chức bất vụ lợi của Mỹ á, là tổ chức họ không họ miễn thuế. Miễn thuế để làm gì? Để là người dân, giống như một cái mục đích để người dân tụ họp lại, người dân muộn làm công việc cho cái xã hội Mỹ. Miễn thuế để anh giúp cho xã hội Mỹ, cho người dân Mỹ, chứ không phải miễn thuế để anh giúp cho người dân Việt Nam hay người dân Iraq hay người dân Phi Châu. Nó khác. Nên khi mình, ngay cả việc từ thiện cũng vậy, mình đi mình quyên tiền của người dân Mỹ, mình miễn thuế, mình giúp cho người dân Việt Nam, thì cái đó không có lý trong cái luật. Đúng là theo luật. Nên cái chuyện mà ý nó là mình quyên để directly để mà mình giúp cho Việt Nam hoàn toàn là không được. Ngay cả những người mà trong giấy đấu tranh ha, mình muốn giúp cái người bên Việt Nam đấu tranh, thì cái người Việt Nam khi mà người đấu tranh á, họ bị tù, rồi khi họ ra tù họ đâu có công ăn việc làm đâu. Đúng rồi. Cộng sản họ chặn hết mọi đầu để mà kiếm cơm. Thì làm sao bên này giúp bằng cách nào? Giúp bằng cách á, mình trả tiền cho họ để họ viết bài. Tức là mình không thể mình cho tiền làm cho họ bị spoil, tức là họ bị hư đi. Nên họ phải đi làm việc để họ kiếm tiền. Thì kiếm tiền bằng cách họ tiếp tục công việc đấu tranh của họ, họ viết bài để mà phê phán chính quyền cộng sản. Thì khi họ viết bài thì những cái tổ chức bên này mà giúp cho người ta đó, thì người ta trả tiền cho họ. Đúng một rồi. Bài bao nhiêu tiền, cái đó cũng bao nhiêu hay. Tiền. Nhưng mà cái vấn đề mình trả tiền cho họ với cái hình thức như thế nào? Cái này hơi khó đấy đó. Vì bên kia đã không ưa họ rồi. Làm sao mình khai thuế với chính phủ Mỹ? Đó, chính phủ Mỹ không có thì nó phải đi vào cái con đường mà giống như là như coi như trong gia đình rồi cứ từ từ cứ gọi vậy thôi. Đi ra ngoài cái đường chính. Vâng, đúng rồi. Vậy thì thưa anh, cái vấn đề từ thiện ở nước Mỹ như vậy đó, thì tại sao khi mà nước Mỹ này có cái luật đó không? Thì An Miên không rõ là thí dụ như bây giờ chúng ta muốn gửi về Việt Nam đi, thì chúng ta danh chính ngôn thuận xin phép chính quyền cho chúng ta làm một cái tổ chức từ thiện chuyên môn gửi về Việt Nam, hoặc là gửi qua châu Phi, hoặc là gửi qua những nước nghèo. Anh nghĩ là có dễ dàng hay là... Mình có thể gửi Việt Nam, nhưng mà mình gửi về Việt Nam qua một cái tổ chức từ thiện của Cộng sản. Tức là phải qua Cộng sản. Nằm dưới cái mặt trận Tổ quốc. Tức là như chẳng hạn một cái hội phụ nữ ở Việt Nam đi, hội phụ nữ của chính phủ đi, của nhà nước. Mình chẳng hạn như bên này là mình góp tiền cứu trợ để cứu trợ bão lụt, thì mình gửi cho một cái tổ chức từ thiện ở Việt Nam. Thì cái từ thiện Việt Nam á, tại vì có giấy phép. Nên ở đây mình có thể mình claim á, cái claim thuế của mình ở đây á, nó không có phải là rõ ràng nữa. Tức là mình chỉ claim thuế là mình, cái công việc của mình làm từ thiện, nhưng mình từ thiện bằng một cách mà mình contract cho một cái người nào đó, một cái nhân tố nào đó, tức là một trung gian ở giữa thứ ba. Qua trung gian là cái người, cái tổ chức trung gian từ thiện ở Việt Nam, họ có giấy phép. Nên mình á, họ còn cái việc họ phát cho ai không phát là cái chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Hiểu rồi. Này là rõ ràng. Chưa vâng. Rõ ràng. Và như thế này, bây giờ chúng ta đang nói về cái vấn đề tổ chức từ thiện trên đất Mỹ. Mà phải nói là từ khi đó mà qua nước ngoài rồi đó, thì chắc có lẽ quý vị và An Minh và anh Minh cũng thấy rằng là cộng đồng Việt Nam của chúng ta phải nói là hăng hái trong vấn đề từ thiện rất là nhiều. Từ thiện trong nước, rồi từ thiện gửi đi các nước. Thì cái vấn đề mà như nãy anh nói đó là khi mà mình làm trong nước Mỹ mà có giấy phép đó, thì cái chuyện đó là theo luật của Mỹ là rất là cởi mở, là dễ dàng cho chúng ta. Rồi các hội đoàn đều có thể, như là có nhiều hội đoàn họ nói là họ lập ra một nhóm đi, chẳng hạn một nhóm nhiếp ảnh hay là một cái nhóm về văn học này nọ đi, thì họ có thể dễ dàng làm
xin được một cái giấy phép để cho họ làm một cái fundraiser, tức là mọi người đóng góp để giúp cho cái hội đoàn của họ phát triển về văn hóa, về giáo dục hay là về các em sinh hoạt, thì cái đó chắc cũng được phải không thưa anh? Dạ, Việt cũng ngữ được. Cũng vậy, cũng được phải không? Cũng được, nhưng mà mình phải xin phép. Anh nghĩ điều kiện nó có dễ không ạ? Thì mình xin cái giấy phép mà 501c3 thì cũng nó có đòi hỏi nó cái phải gì technical không? Nó không đòi hỏi gì hết á, nhưng mà điều mình phải khai cho nó đúng thôi. À, nó có bắt buộc là anh làm cái gì với số tiền mà anh kiếm được, hoặc là anh có bao nhiêu người tham gia, hay nó có đòi hỏi như là hội viên không luôn? Không, cái vấn đề cái mục đích của mình á là nó phục vụ cái xã hội thôi. Đó, thì họ cho mình quy chế non-profit. Nhưng mà cái vấn đề là khi mình thu thuế và mình thu tiền vào đó thì mình phải ghi rồi mình chi tiền ra thì cũng phải có cái giấy tờ đàng hoàng. Như chẳng hạn giờ mình chi tiền để mà làm một cái công việc, mướn một người để làm cái công việc gì, sửa sang một cái studio cho văn phòng nhiếp ảnh chẳng hạn vậy á, thì mình phải mướn người mà nó có cái license hoặc là để nó có cái receipt. Đúng. Chứ mình không thể nào mà cho người em của mình nó tới sửa. Thế mình tự làm cái rồi mình bill, mình tí tiền. Cho đó khi mà bị audit thì mình không có cái chứng thực. Nhưng có một điều mà anh Minh thấy nó hơi nó vương vất trong lòng, và anh Minh nghĩ chắc quý vị cũng nhiều người giống như anh Minh. Hồi trước á, thưa anh, là ở Việt Nam á, thì mình cũng hay cứ nghe câu là lá lành đùm lá rách, hoặc là thấy bố mẹ mình cứ thấy người khổ, người nghèo hay ăn mày là mình cứ đem cho tiền, cho thực phẩm, cho gạo, quần áo chẳng hạn. Thì mình nghĩ là cho chứ đâu có cần phải giấy tờ hay ghi nhận phải không anh? Rồi chẳng hạn như là cái người mà chẳng hạn như miền Trung, ở Việt Nam đi, cái thời miền Trung bão lụt á, thì học sinh sinh viên cũng mang gạo, tuy là ăn đột ăn khoai đó, nhưng mà cũng bớt ra, có người thì một lon gạo chứ không nhiều, cái quần cái áo để gửi hết ra miền Trung. Thì khi mà làm như vậy đó, không có ai nghĩ là phải trả công cho tôi. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ như là cái đám học sinh đi từng nhà xin gạo để mà cho miền Trung, không bao giờ nghĩ là cái công mà sinh viên học sinh đi như vậy là phải trả lương. Nhưng mà từ khi qua Mỹ, khi An Miên nói tới An Miên hơi nghe người ta nói mà sững sờ là những cái hội như là Red Stock Đồng Tự, rồi những cái chỗ mà mình thấy như Salvation Army, những cái hãng lớn á, thì họ đều là non-profit, tức là bất vụ lợi, không có thu lợi tức gì cả, là không có income, không có này nọ. Nhưng mà không ngờ cái team nhân viên ở đó lương cao ghê đó. An Miên biết được một cái cô, cũng cô bạn nhỏ, cô làm về ở Cao Tân ở đó, mà thấy cô đi xe Lexus, cô sắm sửa rất là sang trọng. An Miên mới ngạc nhiên ấy, ủa sao em làm chỗ từ thiện và tại sao mà em lại có khả năng mua, hay là em làm cho company nào thêm nữa không chị? Em làm ở đó, em làm ở Cao Tinh Chính. Thì hỏi ra mức lương cô là 70-80 ngàn, tức là tăng lên tới khi mà cao nhất á. Rồi bình thường cô sạc vô là 40 mấy, 50 mấy, rồi dần dần cô lên 70-80, còn sau này nghe đồn cô lên tới hàng trăm ngàn, thì cái đó là không rõ. Nhưng mà 70-80 ngàn là chính cô nói với An Miên. Thì cô nói cô là coi như là senior. Thì bây giờ An Miên mới nghĩ là khi mà đóng góp cho những cái hội đoàn đó, mà đó là một người nhé, còn nhân viên đứng là cũng là 70 ngàn một tháng, rồi manager hình như lại còn cao hơn nữa. Thì như vậy là chúng ta cũng có cái câu gọi là tiền cước nặng hơn là tiền của món hàng. Vâng, đúng vậy. Tiền cước nặng hơn tiền quà. Đó, các cụ cứ nói như vậy. Trong các tổ chức từ thiện của Mỹ mà lớn á, thì mình thấy họ cũng họ làm động hoàn làm việc như là một công ty vậy thôi. Họ mướn người manager, họ mướn hết tất cả mọi người đều phải trả lương như một công ty vậy thôi. Đó, nên cái những người làm lương thì tùy thôi, tùy. Mà cái lương đó là do những cái gọi là những cái hiện vật, những cái hiện kim mà mọi người đóng góp cho hội đó, rồi hội sau khi hội đó trang trải xong trả hết cho nhân viên, rồi phần còn lại mới là làm theo cái bởi vậy mình đóng một đồng thì chắc không biết bao nhiêu sen đưa tới người nhận. Vâng, thì cái này làm Amin nhớ lại là cách đây mấy năm thì chúng ta cũng biết là cái cô Kim Kardashian, là Kim đó là ca sĩ gọi là rất là sexy show, Amin hay đùa như vậy. Thì hai vợ chồng cô đó, cái ông chồng cũ là Kanye West, thì họ làm rất nhiều tiền, họ mới lập ra cái foundation là Kanye West hay là Kim Kardashian Foundation gì đó. Thì nghe nói á, là cái này á, là một vết nhơ của vấn đề của những cái người mà nghệ sĩ làm từ thiện, là hai vợ chồng đó. Thì cái ông chồng đó, ông thu được đâu là 580 mấy ngàn đó.
Nhưng mà ông trang trải cho nhân viên và những chi phí ông đi lại, ông vận động á, rốt cuộc tới tay nạn nhân á, những cái người mà cần được nhận từ thiện á, chỉ có 583 đô la Mỹ. Đúng. Mà ông thu lại là 580.000+ đô la Mỹ. Đó là chuyện ông chồng. Rồi chuyện cô Kim Kardashian là bà vợ, thì cô mới đứng ra cô quyên góp. Quý vị nhớ năm nào chúng ta có cái cơn bão Haiti ở bên Philippines, cô quyên góp tới gần tới là hầu như là 900.000, là gần 1 triệu đó. Mà cái tiền cô trang trải chi phí của cô đi lại vận động rồi nhân viên này nọ mà tới tay cái Philippines chỉ có 10% của 900.000. Vâng. Thì cái chuyện đó thì thấy quá đáng phải không thưa anh? Ngay cái chính tả báo Mỹ nó họ có nói đó là vết nhơ của những cái người đó. Vâng, cái chuyện từ thiện là thường thường nó hay xảy ra những chuyện vậy, tức là ai họ nếu muốn họ lợi dụng thì cũng lợi dụng được. Như chẳng hạn mình cũng thể mình làm từ thiện đây, mình quyên góp ha. Rồi mình lấy số tiền, tất cả mọi tiền chi phí đều vào trong sổ sách hết, đó là mình ý mình nói vậy. Như mình đem cả gia đình mình về Việt Nam, thay vì mình về Việt Nam mình cứu trợ, đem cả gia đình mình đi chơi từ Bắc xuống Nam 2-3 tuần lễ hay cả tháng, rồi mình claim, mình ghi cái chi phí vào trong cái chi phí để mà cứu trợ, thì cũng đâu ai nói gì được. Vâng. Đó, cái đó là cái... Dạ vâng, cảm ơn anh và cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại.